Tại vì nhũ ở tráng gương nó sẽ có độ đẹp khác so với nhũ siêu sáng bình thường. Đấy, sau đó mình sẽ phủi đi và đến bước cuối cùng là chúng ta sẽ sơn tốp lên. Mọi người nhớ đây là chỉ là một vài mẫu vân đá đơn giản thôi. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thảo. Trước hết để làm được mẫu vân đá này thì mọi người sẽ sơn cho Thảo lên một lớp liên kết nha. Đó, sơn một lớp liên kết này rồi thì mình sẽ bỏ vào hơ đen. Hơ xong thì cái lớp bề mặt này đã có độ dính thì mình sẽ sử dụng cái giấy nhún này ở đây. Thì giấy nhún này thì có hai loại cơ. Thì thông thường là cái loại trước hay dùng là loại mọi người dùng nhíp để xé đấy. Thì bây giờ có loại mới nó mảnh hơn. Thật ra thì cũng không phải mới mà là nó ra sau cái loại kia thôi. Nó mảnh hơn này, nó sáng hơn nên phải dùng cái loại này. Còn mọi người dùng loại nào cũng được nhé. Nếu như đang còn cái giấy nhún của ngày trước ấy, thì nhún loại giấy hơn mình cứ dùng thoải mái nhé, không có vấn đề gì cả đâu ạ. Rồi, sau khi tán xong và tán mịn bề mặt rồi thì chúng ta sẽ kéo xước ra một chút và chúng ta sẽ sơn lên một lớp tốp lì nhá. Sắp tới thì chúng ta sẽ, trong video này mình sẽ làm một mẫu vân đá khá là ảo, nó hiện đại mà còn nhanh nữa. Thì trong các cái nguyên liệu làm vân đá thì cồn loang có thể được coi là một cái loại nguyên liệu mà chúng ta có thể thực hiện được nhanh nhất. Chúng ta sẽ sử dụng cồn loang màu tím nha. Trong các mẫu trước thì chúng ta dùng màu đen, màu trắng. Bây giờ mình sẽ dùng màu tím nhá. Mình sẽ tán một chút này. Đấy, tán một vài đường lên nhá để cho nó có cái tầng ở đây. Tức là có cái tầng màu nhạt và đậm dần ở giữa. Sau đấy thì không thể thiếu được chai số 9 để chúng ta tán đậm thêm nữa nhá. Đây, tức là một cái màu mà muốn đậm thêm mình tán một chút màu đen ở đây và mình cũng lấy ít màu thôi thì nó sẽ tôn thêm cái màu chủ đạo, chứ không phải là nó làm cho cái vân đá này bị đen đi nhá. Rồi, sau đấy là không thể thiếu được nữa là chai số 12 thì mình tán nhạt ra nhá. Lưu ý lúc này mình chỉ tán phần viền thôi để làm sao cho cái phần cồn loang này nó sẽ có được nhiều cái phần độ loang và tầng loang khác nhau. Nhưng lưu ý rằng là hãy làm là chúng ta nên làm là loang nhạt dần ở viền và đậm dần ở phía bên trong nhá. Đó. Đây mọi người nhìn thấy đã thấy loang xinh rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta lại thêm một vài bước nữa để cho cái vân đá này được ảo hơn và xinh hơn. Và đây, nhưng mà đây cũng chỉ là một mẫu vân đá kiểu là nó đơn giản thôi mọi người nhá. Đó, bởi vì trong khóa học của Thảo thì có dạy rất là nhiều kiểu vân đá khác nhau, kể cả là online hay là trực tiếp. Thông thường mùa dịch này thì mọi người hay học online hơn. Ở đây thì chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu tiếp theo là cái khay nhũ màu nước. Tại sao gọi là màu nước? Tại vì là chúng ta nhỏ nước vào đây chúng ta khuấy ấy, thì nó sẽ làm tan cái nhũ nén ở đây ra và chúng ta sẽ có một cái lượng nhũ ở đây theo màu tông này luôn. Mọi người có thể dùng màu tông nào cũng được. Đây mình tán này, dùng cây cọ số 8 của Geliva nhé để chúng ta tán lên đây. Đó mọi người nhìn nhũ này, khá là xinh. Từng cái phần trong khi mình làm bất cứ họa tiết nào thì từng chi tiết nhỏ nhất nó sẽ góp vào và để tạo cho cái độ đẹp chung. Chứ không phải là mình thấy ôi cái này ít nhũ quá, nó không ánh lên nhiều thì thôi mình không làm nữa. Nhưng thật ra là nó đẹp về cái bề mặt tổng thể ấy mọi người. Sau đấy thì chúng ta sẽ lấy ra đây chai tốp loang nha. Tốp loang này sẽ hỗ trợ cùng với cây cọ số 2. Lát nữa là mình lấy cây cọ số 2 ra để chúng ta tán lên đây là cái phần một cái phần đường nét ở bên dưới nhé. Rồi, mình sẽ vẽ hình như kiểu là một cái hình tam giác ở đây. Sau đấy sẽ tán dần nhạt ra nha. Nếu như mà mọi người thì đây là một vân đá, Thảo vẫn nói là trong các khóa học thì có thể đây là một vân đá vẫn còn là đơn giản. Còn nếu như mọi người cảm thấy là cái mẫu vân đá này hơi nhiều bước thì chúng ta có thể theo dõi lại cái video vân đá lần trước Thảo có hướng dẫn chia sẻ với mọi người là về cồn loang màu đen để chúng ta tán một cách đơn giản nhất. Hoặc là các mẫu vân đá khác, vân đá cơ bản, vân đá ứng dụng. Rồi. Đã xong mình sẽ dùng cọ số 1 để chúng ta tán thêm các đường vân ở đây nhé. Vì nó là đường vân tối nên mình sẽ tán màu đen. Còn trong trường hợp là màu tím này nó cũng không tối lắm ấy, thì chúng ta có thể lựa chọn là tán cả màu đen và màu trắng lên phần đường vân cũng được. Còn cái phần dính nhún ban đầu mọi người nghĩ là chúng ta đã cho ở nước đầu tiên nó hầu như đã bị che đi hết rồi, thì khi mà tán các cái phần giấy nhún ở phía bên dưới ấy, thì nó sẽ tạo nên một cái độ đẹp là độ đẹp về mặt ẩn chứ không phải là lấp lánh ở bên trên. Nếu như lấp lánh ở bên trên thì chúng ta có thể tán thêm nhũ hoặc là lát nữa nếu thích thì mình vẫn thể tán dính nhún này lên trên. Còn cụ thể hơn trong vân đá này thì chúng ta lát nữa thì mình sẽ tán là cái phần
mình sẽ tán ra tráng gương, bột tráng gương nhé. Sau đấy thì mình sẽ trang trí thêm là sticker ở đây. Đây là một bảng sticker mới này. Đây là sticker chữ cứng nhé mọi người. Thì khi làm thì chúng ta nên mua những cái sticker chữ cứng, chữ mềm thì nó sẽ không bị lỗi mốt và thậm chí là chúng ta có thể dùng được nó liên tục và dùng đến khi hết cả cái tấm này thôi. Rồi, mình sẽ trà kỹ một chút này. Đã xong rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục chuẩn bị thêm một chút. Ở đây là một cái phần nhũ siêu sáng. Đó, đây là nhũ siêu sáng của Geneva số 2 mọi người nhé. Đây là màu vàng đồng, còn số 1 là màu bạc. Nhưng mà cái màu này Thảo muốn cho nó nổi một chút nên đã dùng màu vàng đồng. Đây là nó vàng không quá bị chói ấy mọi người. Mình nên dùng màu vàng này nhé. Đoạn này không quan trọng nhiều nên Thảo sẽ tua nhanh một chút nha. Sau đấy mình sẽ vẩy thêm một chút nhũ ở đây. Mình bỏ vào hơ đèn nhé. Hơ đèn xong sẽ lấy tráng gương, bình thường có cây cây đấy nhưng mà Thảo cũng hay quen dùng tay luôn nên là chúng ta sẽ quét một chút. Tráng gương này không phải là chúng ta làm cho nó bóng đâu mà mình chỉ phẩy phẩy cái nhũ lên thôi. Tại vì nhũ ở tráng gương nó sẽ có độ đẹp khác so với nhũ siêu sáng bình thường. Đấy, sau đó mình sẽ phủ đi và đến bước cuối cùng là chúng ta sẽ sơn tốp lên. Mọi người nhớ đây là chỉ là một vài mẫu vân đá đơn giản thôi mọi người nhé. Đây là một mẫu vân đá khá là đơn giản và dễ thực hiện. Đó, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video về chia sẻ kinh nghiệm làm nail cùng Nghi Thảo. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, mọi người hãy ấn vào hình tròn phía giữa màn hình để đăng ký kênh hoặc có thể xem ngay các video ở phía bên tay trái màn hình hoặc phía bên tay phải màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.